Hi xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lắp của hải thì uh, trong ngày hôm qua cái app khai thác đó là athena world đã cập nhật lên một cái phiên bản mới các bạn và trong phiên bản cập nhật mới á, là nó chuyển đổi cái đồng à, game sang cái đồng ATH ở lần thứ hai nha các bạn thì à, trong lần thứ hai cái tỷ lệ mà chuyển đổi từ cái đồng game sang cái đồng ATH nó giảm cực kỳ sâu luôn à, cho nên trong tương lai á, cái sự khen hiếm của cái đồng ATH là à, sẽ được tăng cao nha các bạn cho nên trong tương lai theo cá nhân mình dự đoán là giá của nó sẽ còn tăng cao nha và trong video này à, cũng có những cái thông tin về cái giá của nó sẽ tăng trong tương lai nha các bạn thì đầu tiên có nhiều bạn cập nhật xong ứng dụng của chúng ta thì đã bị uh, trừ hết cái số game nhưng mà cái số ATH của chúng ta lại không được cộng nha thì uh, đội ngũ đã có một cái thông báo mới nha các bạn đó là không còn phải lo lắng vì game được khai thác trước đó đã biến mất đang tiến hành chuyển đổi game sang ATH thì uh, trong cái quá trình chuyển đổi này uh, nó sẽ có 3 ngày nha các bạn 3 ngày chuyển đổi thì bạn nào mà chưa được chuyển đổi uh, thì uh, có thể là mai hoặc là mốt nó sẽ chuyển đổi nha đây nè Quá trình chuyển từ game sang ATH dự kiến sẽ mất 3 ngày Do số lượng người dùng lớn nha các bạn Cho nên uh, các bạn còn uh, có cái sự kiên nhẫn nha Rồi tiếp theo đó là ngồi ra chúng tôi đang phát triển một số cái chức năng mới nha các bạn Thì các bạn vào ứng dụng ATH của chúng ta nè Thì các bạn bấm vào cái mục mà uh, ví nè Thì các bạn nó sẽ hiện ra cái đồng game nè Và cái đồng ATH của chúng ta nha Và để mà các bạn xem nó có chuyển đổi hay chưa Các bạn bấm vào cái phần uh, lịch sử nè Để mà nó hiện ra những cái phần uh, chuyển đổi nha các bạn đây như mình là nó đã chuyển đổi nè Tới 88.000 cái đồng à, game nè Sang chỉ có 4.400 cái đồng ATH thôi nha các bạn Thì đây là một cái tỷ lệ chuyển đổi phải nói là cực kỳ thấp luôn các bạn Thì à, nói chung càng có nhiều người khai thác cái đồng à, game này á, Thì à, cái tỷ lệ chuyển đổi nó càng thấp nha cho nên hiện tại chúng ta nên tranh thủ khai thác nó càng sớm càng tốt nha các bạn để được cái tỷ lệ chuyển đổi cao hơn nha. Thì nếu mà các bạn khai thác trẻ như ví dụ như là để tháng sau hoặc là tháng sau nữa các bạn mới khai thác thì cái tỷ lệ chuyển đổi của nó càng thấp hơn nữa nha các bạn. Từ từ đó chúng ta sẽ kiếm được ít cái đồng ATH hơn mà cái đồng ATH này mới là cái đồng có giá trị trong cái app khai thác đó là ATH Network nha các bạn. Rồi và đây là một cái thông báo nè các bạn nè đó là vui lòng ngừng khai thác game nếu như bạn không hiểu gì về Athen Network, tại vì nhiều người nói cái thằng Athen Network này nó nó gian lận này nọ đó các bạn cho nên đội ngũ đã có một cái thông báo nè. Dựa trên sự phát triển của cộng đồng Athen Network và sự trưởng thành của các sản phẩm Athen Network, chúng tôi xin công bố mức giá và dự kiến của token ATH trong cái trò chơi Athen Gaming nha các bạn và cái mức giá dự kiến trong những cái tháng tới như sau nha các bạn đó là ngày 15 tháng 2 năm 2024 á, thì cái giá dự kiến trong cái game Athen á thì là 0.2 USD cho một cái ATH nha. Thì hiện tại cái giá hiện tại như các bạn đó là 0.1 nha. Cái giá hiện hữu luôn á là 0.1 trong Athen Gaming nha. Thì ngày 15 tháng 2 nó dự kiến sẽ tăng lên 0.2 nè. Rồi ngày 1 tháng 3 nó sẽ dự kiến tăng lên là 0.5 nè. Rồi ngày 1 tháng 4 á dự kiến tăng lên 1.1 nè. Rồi ngày 1 tháng 5 2024 á dự kiến nó sẽ tăng lên đó là 2 đô nè và ngày 1 tháng 6 2024 thì nó dự kiến sẽ tăng lên 3.3 đô thì chúng ta có thể nhìn thấy à, mỗi một tháng nó dự kiến sẽ tăng lên một một gấp đôi như các bạn đấy gấp đôi cái mà cái giá trị tại vì mỗi một tháng cái tốc độ khai thác cái tỷ lệ chuyển đổi sang cái đồng ATH nó sẽ càng giảm từ đó cái đồng ATH này là nó sẽ khan hiếm và từ đó cái giá trị của cái đồng ATH này nó sẽ tăng cao như các bạn rồi tiếp theo đó là nhưng đó chưa là tất cả, hãy chờ đợi điều lớn lao. Đó là ATH sẽ dự kiến list trên sàn Binance và sàn OKX vào quý 3 2024 nha các bạn. Với mức giá ban đầu là tới 5 đô. Thì nếu mà vừa lít sàn mà một con số lên tới 5 đô thì đây là một con số cực kỳ khủng nha các bạn chứ không phải là chuyện đùa đâu các bạn. Và đặc biệt là nếu mà nó lên được cái sàn Binance Sao bên đây là một trong những sàn giao dịch lớn nhất thế giới nha các bạn. Còn sàn OK là một trong những sàn giao dịch ở thời điểm hiện tại là uy tín nhất nha các bạn. Thì hai sàn giao dịch này chúng ta không có gì phải bàn cãi đâu các bạn. Nếu mà nó lên được hai sàn này thì cái giá trị của nó sẽ tăng cao đó là điều đương nhiên. À, và vào vào quý 3 2024 nha các bạn thì uh, quý 3 là khoảng bắt đầu vào khoảng tháng 7, tháng 8, tháng 9 nha các bạn. Thì uh, tới khi đó chúng ta sẽ biết được nha các bạn nó lên sàn nào nha các bạn. Nhưng mà hiện tại thì nó cũng đã có giá trị hiện hữu rồi các bạn. Các bạn khai thác cái đồng uh, game chuyển đổi sang ATH là các bạn có thể đưa lên cái mà chợ đen á, cái hội nhóm của uh, Telegram các bạn có thể bán luôn nhưng mà giá hiện tại rất là thấp nha các bạn. Uh, giá hiện tại là chưa tới 0.1 uh, cho một cái ATH nha, chỉ là khoảng uh, 600 mấy, 700 đồng. 700 đồng nha các bạn cho một cái a thôi cho nên bán trên chợ đen thì giá của nó là cực kỳ thấp nha các bạn cho nên mình đưa ra lời khuyên cho các bạn á, là các bạn hãy cứ việc từ từ tích trữ cái đồng a nha khi nào mà nó lên sàn thì cái giá trị của nó sẽ tăng thôi các bạn cho các bạn hiện tại các bạn bán cũng không được bao nhiêu tiền đâu nha các bạn cho nên các bạn lưu ý nha còn bạn nào mà muốn bán thì bán đó là cái chuyện của mỗi người nha các bạn rồi tiếp theo đó là xin lưu ý rằng các tài khoản không hoạt động trong vòng 3 tuần sẽ được đặt lại số game về không bao gồm cả trong trò chơi và hệ sinh thái của mạng Athen nha các bạn. Hãy duy trì hoạt động. Đấy tức là các bạn phải khai thác hàng ngày nha. Các bạn mà bỏ khai thác trong vòng 3 tuần thì cái số game của các bạn tài khoản của các bạn sẽ về không nha. thì đó là một cái điều rất là đáng tiếc nha các bạn. Rồi tiếp theo đó là thời kỳ thú vị đang ở phía trước khi mà cộng đồng Athen Network đang phát triển và sản phẩm của chúng tôi sẽ trưởng thành đấy à, đây là những cái thông tin mới nhất của dự án nha các bạn. thì bạn nào mà bị trừ à, ATH thì các bạn à, à, không cần phải lo lắng nha, nó sẽ cộng trong vòng mà ba ngày nha các bạn và trong tương lai giá trị của nó sẽ tăng cao nha. đây thì à, sau khi mà cập nhật lên nó có một số cái à, chức năng mới các bạn, đó là gửi nhận nè hoặc à, lịch sử nè rút tiền nè tiết kiệm nè, thì à, gửi nhận hiện tại thì chúng ta có thể gửi nhận nội bộ nè à, từ ví này sang ví khác rồi chúng ta có thể gửi nhận vào game để mà tham gia game à, những cái game casino nha các bạn. À, rồi thì khi mà thắng ấy, chúng ta có thể rút ra nha à, Rồi bên dưới nó có một cái mới đó là nạp vào cái Athena à, Rediction nha các bạn Thì các bạn bấm vào cái này là cái gì các bạn Cái này là đang được bảo trì nha Chúng ta hiểu đơn giản là cái này kiểu như đánh mà à, đánh 50-50 đó các bạn Đánh các bạn chọn lên hay là chọn xuống đó các bạn à, Thì cái này nói trong những cái trò chơi trong Athena Gaming đó, nó có xu hướng là casino nha các bạn Cho nên các bạn lưu ý nha rồi tiếp theo đó là chức năng rút tiền là thì hiện tại nó cũng đang ra ba chuẩn bị ra mắt nha các bạn rồi chức năng tiết kiệm nè à, tiết kiệm tức là gửi kênh đó các bạn có thể uh, sẽ tắt cái đồng uh, đó là ath để mà nhận uh, đó là nhận lãi nha các bạn chúng ta hiểu đơn giản là như vậy nha rồi tiếp theo uh, chúng ta có thể chuyển đổi sang usdt nè các bạn nè nhưng mà hiện tại những chức năng này chưa được phát triển đâu các bạn hiện tại chúng ta có việc uh, vào uh, khai thác bình thường nha các bạn rồi và đến thời điểm hiện tại bạn nào vẫn chưa khai thác á, cái đồng ATH á, thì mình sẽ để video hướng dẫn cũng như là cái mã mời của mình bên dưới phòng bình luận nha. Các bạn khai thác càng sớm càng tốt để được cái tỷ lệ chuyển đổi cao hơn nha các bạn. Rồi video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.